bạn rất chăm chút và dành nhiều thời gian để tạo một tấm thiệp sinh nhật đẹp và sau đó gửi cho người bạn. Sau đó bạn chỉ nhận lại một dấu tích, click, cảm ơn mà không hề có một dòng hồi đáp. Vậy bạn nghĩ sao về cách ứng xử đó của người bạn đã nhận tấm thiệp sinh nhật? Việc nhận được một dấu tích, click, cảm ơn mà không có một dòng hồi đáp có thể khiến bạn cảm thấy thất vọng hoặc bất ngờ, tùy thuộc vào kỳ vọng và mong đợi của bạn đối với phản hồi. Dưới đây là một số khả năng giải thích cho cách ứng xử đó của người bạn. Quá bận rộn, người bạn có thể đang trải qua những thời kỳ bận rộn và không có đủ thời gian để viết một hồi đáp chi tiết. Dấu tích, click, có thể chỉ là cách họ thể hiện sự biết ơn nhanh chóng. Không thích viết, một số người không thích viết lách hoặc cảm thấy ngần ngại khi phải trả lời lại. Họ có thể cảm ơn bạn nhiều nhưng không muốn diễn đạt bằng lời. Không hiểu ý đồ của bạn, có thể có sự hiểu lầm về ý đồ của bạn khi gửi thiệp. Họ có thể nghĩ rằng dấu tích cảm ơn là đủ để thể hiện sự biết ơn. Quen với việc trực tuyến, trong môi trường trực tuyến, một số người có thể cảm thấy việc nhấn nút like hoặc cảm ơn là cách bình thường để phản hồi và không cần phải viết gì thêm. Nói chung, cách ứng xử của người bạn có thể phản ánh sự khác biệt trong cách họ xử lý và đánh giá phản hồi. Đôi khi, điều quan trọng là không đánh giá quá mức và hiểu rằng mỗi người có cách tiếp cận khác nhau khi đối mặt với sự kiện hay phản hồi từ người khác.